Tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng như có 5 triệu đồ hiểu em đây không thiếu. Đừng tháng như có 5 triệu mà lời em kể tất cả bao nhiêu. Hôm qua em đi vô ba mà ngồi cùng bà chị hút xì xa. Ông ấy kia là đại gia mà gửi tặng em bài cọc đố ra. Hướng thù cuộc sống sao hoa mà mở bát tì ở trong villa. Vui thôi không cần phải nghĩ mà tiền cắt tay ở trong vali. Ăn chơi sớm bay chiều nhảy mà đã vào qua thì mãi ra vậy. Check in ở phương chạy tay mà vài ba câu để ấp lên vây. Lao động chính là quan vinh mà là cái sinh phải biết đưa đẩy. Mà khi ăn bay phải là bạc thầy mà uống không say năm bay không dậy. Tụi em thích là Audi, tụi em mang phải là LV. Xe em đi có hiệu Bentley mà dạy em mang có tên thú chi. Em thích du lịch sang Mỹ mà ngồi nhâm nhi đi trà Cali. Mà đến với em tất cả tình tự thiết lý như một cuộc thi là. Đừng thấy như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng thấy như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng thấy như có 5 triệu đồ hiểu em đây không thiếu. Đừng thấy như có 5 triệu mà lại em kể tất cả bao nhiêu à. Chỉ có việc đi săn bà đón. Chỉ cần than thở nghe câu hàng hôm qua làm sao nhón tới. Mới thì lập tức sẽ có đại gia mà cho sĩ đi. Vì thiên tỷ đóng là tuổi em thích là Fendi. Áo em mặc là Burberry. Nếu hoa em là Versace mà em đã mời làm bố khí này. Lên mạng nói chuyện đạo lý mà khoe có nhà nằm ở city. Dù được với anh cũng tự mà đem má đi lên mạng tỷ tỷ. Thì buổi làm ăn khó khăn em chuyên luôn bán hàng đa cấp. Mặt hàng của em kinh doanh mà rẻ hơn thị trường gấp 3. Bài bà hôn trở thành tỷ phú mà chịu chắc con được khí nghiệp. Cọc trước trên da chầu kia mà bài hôm sau đang gọi điệp ơi. Ôm hàng ngập đắng đúng cay mà còn chị con chạy xa bay. Thì công sức mấy em bỏ ra mà chị ngồi không được hơn mấy ba. Không có làm mà đòi có ăn mà thì ăn mất ăn bùi nhùi. Đáng tâm lý mấy em mới lớn mà tin lời chị đầy đen thui lui. Đừng tháng như có 5 triệu mà em vừa lực ở sang châu Âu. Đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng như có 5 triệu đồ hiểu em đây không chứ. Đừng tháng như có 5 triệu mà lại em cãi tất cả bao nhiêu à. Chạy bị lạnh cùng sau thịt nướng. Rồi sau đó là bước đến trường. Nhưng không phải là trường học mà nó là cái trường gà. Mà tay cầm tiền nó chia từng cặp. Đổi tiền đô mà cho khách chơi. Rồi đưa đón khách vượt biển. Mà đầu giờ chiều mà ngồi cách sổ mà chia phần trăm với anh bạn. Như bước đi vào hố sâu. Khi nó động vào hồng phí mà do sâu đẩy. Mà của dòng đời mà nó bước vào dài phản diện. Dù tuổi đời đây còn rất trẻ mà nhưng lại được lòng tin tưởng. Được đất ăn mà cũ lậu đại mà nó bước lên hàng ghế tướng. Quan xin hết mà trong lẫn ngoài mà những hợp đồng nó cần thương lượng. Nhưng đã bước ra làm ăn thì không nói đến tình thương. Cả hai bên này cùng có lợi mà cách ăn chia nó phải hợp lý. Mà có giấy trắng và mực đen đồ chính xác nó đến từng ly.
khi còn nhỏ mình luôn nói không giấy miệng phí, vì lại những cái bản hợp đồng mà nó phải đếm đến tiền tỷ. Từ nay nếp cho đến tác phong mà được kìm kẹp, mà khi còn bé mà dằn xếp hết tất cả mọi việc mà bằng lời nói ở trong im đẹp. Biến kinh trên và nhường dưới mà sống ngay thẳng, mà không một mép mà được ăn trên và ngồi trước, mà ngoài cạnh bên mỹ nữ đẹp. Nó thường được đi thăm hỏi mà các chủ cả đi vào cuối tháng, mà kiếm phong bì mà tiền lọc lá mà để đút lót cho nhà lạc. Ra đầu ngõ để thăm hỏi tìm ông chủ kia quán khách sạn, mà thu tiền phí mà về an ninh và thanh toán luôn tiền mua hàng. Mang cái mắt là khách sạn mà nhưng không khác gì động chứa, mà từ đầu lớn cho đến đầu nhỏ mà gái xinh tươi thì đều có thừa. Để phục vụ cho nhiều chuyến bay mà cho dân chơi mà nhiều chọn lựa, nhưng khi vào thì nhớ hồi giá để tránh chuyện là mày bị lừa. Bước đi tiếp cho đến cuối phố để tìm gặp ông chủ quán bar, rồi sau đó mày lượn một vòng mà tìm con chủ kia quán massage. Để chỗ đường dây mà nhà cung cấp mà nhiều cô lạ, thường các em nhà nghèo khó là phải đi làm gái bán hoa để trả nợ mà cho gia đình, vì bố mẹ là thích tổ đen mà các em gái mà được hoạt động. Mà khi con phố nó đã lên đèn, đứng ngay hàng giả thắng lối, có trật tự đi không rối ren, tắt phong đi vào này nếp tắt cả đều theo thói quen. Các khách quen mà đến mua vui đa số là dân chủ cả, mà hai thiếu gia lắm của nhiều tiền mà xài trên cắp cầm của ba má. Có kẻ đưa già người đón khi trên tay nó cầm đô la, mà thứ nó ngập ở trên đôi môi đó là cần sa không phải thuốc lá. Dân chơi buổi sáng kiếm tiền mà tối lại đến kiếm cho phơi pha, ta chạy dài cho đến cuối phố mà để tìm được khu casino giàu hoạt động thâu đêm suốt sáng. Chỉ sợ mày không đủ tiền đâu mà có sức chứa trên cả nghìn người, mày đừng có lo đây không đủ chỗ. Nếu đang chơi thua không đủ tiền có quyền mượn lời lại tính sau, có chủ sở sẵn sàng chơi giúp, muốn có tiền thì ký tên vào. Đến ở Chicago để dân chơi nên nói chi dùng xì gà hiệu Cohiba. Ông già nói lên là cảnh sát trực thuộc liên bang, có cuộc sống vô sang mà địa vị khá là hiên ngang. Đêm nay 12 giờ đêm có cuộc gọi đến Washington DC. Bố ơi con đã mà lỡ tay đập rớt hai thằng cảnh sát Mỹ, bố nó cứ để mà tao lo, còn mày tìm nơi ở khác đi. Bên đâu là bộ phòng mà ba lô phi thật nhanh ở trên con mạng, khi trời vẫn chưa kịp sáng ra phi trường Los Angeles. Nhưng mày gặp từ Chicago đưa nó về với Mexico, cái nơi mà nó sinh ra không có gì ngoài mafia. Ông già trống chèo vụ này mất khoảng tầm vài triệu đô, tìm thằng homeless nào đó đưa nó ra để thế chỗ. Chuyện gặp bởi gia đình nó mất quý vàng 6 con số, coi như mọi chuyện im xuôi, mọi thứ ta kia ôm xô. Đánh nhanh rút gọn trong đêm, chuyên án đến nay được xóa sổ. Sáng sau Washington là đàn máu, đã tìm được tên hung thủ. Và ông già nó lại là người làm công, đánh được một khoản thu cũng. Anh em tao lại mở tiệc lớn, đó nó về với Chicago. Wakaro Ron Roy 4 chỗ, hai bên kẹp thêm 2 cô. Nó kể tao nghe mọi thứ về gia đình vượt biên sang Mỹ, cái nơi gây bao tội lỗi khi bước đến Miami. Một thời hoàng kim của mafia chinh chiến tại Florida. Ông già nó kiếm đường móc nói, rửa tiền cùng các bố già. Trong một đêm mưa gió, nó nghe mẹ nó khóc la, khi nghe tin thằng anh nó phải rước lại tại Virginia. Chiến hàng đêm đó nó quá lớn, bọn cảnh sát đêm đó quá trớn, ép anh nó vào mức đường cùng, mở đường máu rút súng bắn trả. Bọn cảnh sát không còn kiên nhẫn, đã xuống lệnh ra đạn bắn hạ. Anh nó gục xuống bên khẩu AK, trong tay còn cầm một nắm đô la, cái giá phải trả nó quá đắt, vì đồng tiền chấp nhận đánh đổi. Cuộc sống ngoài vòng pháp luật, không có gì có thể mà gánh nổi.
Yeah. Trong tay ta là một nắm đô la, dạo quanh khắp bốn ngôi bô xa, mở nhạc Aero thì ra ban cho niềm hiu ra. Trên con hai bơi kha, tụi nói chưa biết mà ngước nhìn, roulette đứng sòn lấp lánh, nghe đến giá muốn nói lại đứng hình. Đêm nay anh em lại lên ba, mấy em gậy nhảy trên sofa, bên phải mấy em mà đi ba, sắp trên bàn 5 kg đô la. Nâng ly cho sự mà thành công, cạn ly trong sự đồng thanh, tiền biến trở ngại thành không, đánh đổi tụi trẻ mới có mà thành không. Với thành công phải tạo ra được nhiệt, còn bằng không trở thành thằng liệt nhược, phải cố gắng để đời mày được việc thì cuộc sống này mới tiệt được. Nếu có càng bước ra mày làm giàu, nhưng trước khi nhúng tay vào cam, đừng thể hiện năng khiếu mới làm màu, hãy im lặng bắt ta vào làm. Tao không có gì cho mày đâu, đi được nhanh thì trực ở đầu dây, việc nhà lương cao cũng có thể khiến cho mày giàu ngay à. Sao dễ nhanh cũng quá dễ, có bản lãnh thì bước vào đây, để có cuộc sống giàu sang thì phải chấp nhận kiếp sống màu vàng. Không bản lãnh thì mày đừng bước, vì đôi chân mày còn quá non, mà muốn ra khơi phải chấp sóng lớn, mà không đủ đẳng thì làm cá con. Đừng đợi chạy trước khi biết đi, nó quá khó tạo nên bàn thắng. Bởi những hành vi khi thiếu suy nghĩ, phải chung bằng năm bằng tháng. Cái án của cuộc đời mày là phải mời làm giàu cho người khác, mà lực của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối, hay nghĩ là nó màu hồng. Đừng sửa sai bằng lời sám hối, vì thứ nhận lại là viên kẹo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa, mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nói quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi, vì lòng người thường hay đa đoán. Nó luôn tìm cách đẩy ghi mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh thành công. Mày đừng có làm theo ý nó, muốn bị hạng tiểu nhân bằng lòng nghe chán đời không. Họ nói là em so fast, họ gọi em là player. Họ xếp hàng dài mấy mét, gặp em đâu đó trong bờ. Không cần nhìn em cũng cuốn, body nóng hổi như là pizza. Ai mà nhìn em không muốn, ăn đứt mấy câu được gọi là diva. Em nói hồi nhỏ thích uống trà sữa, nhưng lớn xíu nữa em thích disco. Hồi đó xe viết Andy, bao năm trưởng thành giờ chỉ thích đô. Em thích con nhà phú hộ, iPhone mới nhất siêu xe Lambo. Em cũng thích có người hộ tống khi phố lên đèn để được lên đồ. Đánh thêm tí mascara, nhìn em chán lệ như Moscova. Em mang nét đẹp chủ nghĩa, vì có dòng máu gốc Việt lai Nga. Em khiến bao nhiêu người thích, ôi anh nói thật chứ anh không điêu. Anh đây thì có 3 bít để anh đi trước, vì em so real. 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 Cầu cả cầm Aero ngồi bên trên cầu thả. Khi em nói em thích Gucci, nhưng xin lỗi cậu chỉ toàn đô la. Mày đêm nay cậu chỉ thích nhìn em bay. Đêm nay cậu không thích em bên ai. Đêm nay cậu phải chút cho em say. Đêm nay cậu là hết cho hai em. Cậu đây không phải là đại gia, nhưng ông già cậu tên là đại tá. Cài con xe biển số ngoài giao, xin mời chú nào thích cái đồng vào. Nhà mặt tiền đường hoa huyễn huệ, góc New World là một nơi chuyển ghệ. Và trong đây nghe cậu kể chuyện, vài ba ly ta bắt đầu chuyển hệ. Còn em đứng từ mình dây, muốn lập công thì bước vào đây. Tôi thanh xuân sau cứ gầy hào, những chuỗi ngày ngồi đấy sau khay. Ở trong em như một bó hoa bất tử, không ai lấy cứ để đấy cậu cất giữ. Vào buổi sáng em là học sinh chuyên cần, nhìn đến tối khi lên ba là nhìn em căng liền 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 liền. It's A V I N, don't you say. Thôi tay đầu em ơi, đưa đây bớt anh đêm nay. Em bay trên vai hai là thua ai ta vui đêm nay. Quên mang bên anh sau sai ta quên luôn mai sau. Vì em so real. Vì
break, 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 tao mày đừng có ghen là phải lao động, là khi còn bé mới theo lão đại là để kiếm tiền, người cầm quyền mới thay lão đại. Khi mỗi lúc mà ông vắng nhà mà tao là người mà ông tin tưởng, này cánh tay phải này vốn thật thà, mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xuyến, ngồi ghế bành hai tay chỉ chỏ chỉ uống nước trà và nghe vũ tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiếc, mọi người tải thuốc, mọi người tải rượu, xe tải hàng là trên 100 chiếc. Mà đừng bao giờ mày lạc dạo đây, tôi cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu, chú phóng viên là khỏi phát biểu, động tác nhanh phản xạ lẹ đó là điều mà mày phải có. Mới vượt biên giới mà lời mời thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến, mà đó chính là cái ngày lão đại. Khi nhìn thấy cái hàng cặp bến, lại là tao là phải điều khiển, để cả đồ nhà này bung hàng kiểm, để đây phòng cái hàng thất thoát, lão đại chơi chưa đủ đẹp. Yeah. Lại bay trên mặt nước, chở chục ngàn cái bao thuốc lá là chạy dở đầu là cao cả thước. Đừng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc, một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đầy đầu là nói chở thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hàng để chở gỗ tạp, mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó ngó một hồi ăn đạp, mày đừng có ngu là hỏi ông can, mày sao gỗ tạp ông chở làm gì, mày né ông ra, mày nếu không muốn vô công lộ ngồi ăn củ mì, mọi chuyến hàng mà qua chót lọt tỷ số tao được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi tạt công sức mà thức tới khuya. Nếu gặp tao mày vào ban ngày, nếu mệt mỏi thì đi theo tao, mày sang năm bên mày chơi cho biết là casino nằm ở trên cao. Chơi xa láng mới sáng ngày sớm, không việc gì mà mày phải ngại, từ massage cho đến động chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu, tôi cho mày thấy cái bầu không khí hơi pha cùng gái du lâu. Yeah. Đại lý là toàn đồ ngon, mà nếu muốn bài thì mày cứ lựa, kẹo trên dẻ là cả trăm con, hàng buôn bán là hiên ngang, khu đổ đại không ai dầm ngó, mà cần loại kết mày mua tính lạng. Nhưng bên đây là nó tính bỏ, bước vào đây mà tao thách mày kiếm ra được cái canh tiểu ly. Vì mỗi lần mà hàng xuất bãi đều được tính là hàng trăm ký, mà tính theo quý mà ngày 3 lần, sáng dưa chiều mà ra đều đều lại vài trăm ký. Mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ, thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo hàng xuất bãi. Hàng ê chề mày, hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi chính nhẩm nhìn cả trăm tấn, mà mỗi chuyến hàng qua chót lọt được tao tính là không cẩn. Mày nhìn tao làm mình trông rất dễ, như con nít mà ngồi gọc cát, mà trẻ hàng về mà phải cân não, sai một ly là mày bỏ xác, mà hàng được trẻ mà về ban đêm đi đường đựng là bước điều bước. Cái thằng đi trước rồi thằng theo sau, che thẳng hàng như là cây thước, mà chuyện đến nơi tay tao hàng thật bình tĩnh rồi nhận tiền, luôn khẳng định là chỗ nó biết tao chính là người cầm quyền. Yeah. Thank you.
rồi đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đỏ đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong thẳng đi bằng tiền tươi mà ganh đua như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie, mày nhớ tao tốn trước khi ra về mày nếu không muốn trở thành cương thi. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua chui khi trên tay cầm nhiều ngân lượng. Đi con xe bán số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nói lớn khi bố nó đang giữ chức tướng. Từng đút lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải ra chi tử mà mua chu thiền để mở bạc đi. Ăn chơi cùng với chuyên gia mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ, mà nhìn bề ngoài ra mẹ ngây thơ mà chủ đường dây buôn bán ma túy. Lượng hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sòng bạc bê gắt, là nơi dân chơi đổi tiền mà sau những phi vụ phạm pháp. Sòng bạc lớn đã mỗi một ngày mà trên những người đã bước ra vô, nhưng phía bên trong đã có tí vô nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đó gì trong giấc mơ. Có giấc mộng mới đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con nợ. Các bố già mà ở nơi đây mà có khuôn mặt mà thật phúc hậu, ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi vẫn chia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn muốn rác mà phá đường dây mày thì chuyện đó đi còn rất đâu. Hãy danh tiếng mà là doanh nghiệp làm thúc đẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đi từ thiện mà dẫn chuyến hàng mà rất trí tuệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự hạn được chuyển cái dạng tinh thể. Bỏ hùng phiến đi vào mì tôm hay khi đã nó vào bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đút lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà ta trao quà rồi ta nhận tiền mà chưa bao giờ kỳ hàng thất thoát. Có tài khoản ở nước ngoài bốn già có nhiều ngân lượng, danh đúng khủng mà nhân cuộc sống rất giản dị đây không vô tương. Quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một ông tướng, các đối nhân và sự thế khéo léo hơn chủ nguyên chương. Có em út mà đi tu phí mà từ quán lớn cho đến quán nhỏ, cách ăn chia mà theo phần trăm mày phải chung chi đây khỏi nhăn nhỏ. Đến cuối tháng mà thì phải đóng đúng văn sử, mày khỏi cò mò mà đừng có ngu mà đừng kể lại, khỏi đóng phí thì mày làm to. Chính mắt tao mà đã chứng kiến mà lên bóng già đi đốt khách sạn, bức ông chủ cái quán massage mà rơi xuống đường từ lan can. Tính đánh sập chỉ một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng, mày muốn chống mà với bố già thì cuộc đời mày coi như tàn. Trẻ cầm nạ chơi săn, lúc ra xe tốc độ mau lẹ mà có máu liều cần hết cả chặng. Có nhiệt huyết còn với đam mê mà chưa bao giờ anh muốn từ bỏ, nhưng cũng vì suy nghĩ tương lai và đam mê gắt lại từ đó. Anh bắt đầu định cư sang Mỹ mà tháng ngày dài gắt lại đam mê, bỏ rừng đua con xe cất kỹ mà nhưng anh lại không quên đề thề. Ngày nào đó anh sẽ trở lại và anh sẽ cháy hết mình như xưa, mà đời cho anh bao lần vấp ngã mà phải đứng lên vì một câu hứa. Đi lên hai bàn tay trắng mới sợ cố gắng đổi lấy thành công, anh mong mình sẽ được trở lại một câu nói nghe xong danh lòng. Đi làm thuê đổi lấy bay ngàn mà để trang trải cuộc sống ta hương, có ai đâu thấu hiểu chuyên đề mà một cuộc sống ở nơi phương xa. Và tuổi trẻ bước chân đầu đời mà ôm trong mình ước mong hoài bão, mà con thuyền này chịu nhiều sương gió mà phải vượt sóng để được vào bãi. Có năm tháng nhìn trôi lên đến vì sức người đây phải có hạn, mà phải dùng hết sức đời trái trẻ mà lấy đường tay làm này thắng nọ. Khi trong máu chỉ đã ba xăng mà chặng đường dài không lo mắc hậu, mình đời ba lẻ bước chân đầu đời mà sợ lúc bơi chuyện đó còn lâu. Sự thành công này đã mỉm cười tí trở lại sống với đam mê, mà chỉ còn có một chút hy vọng mà tí lập tức sẽ quay trở về với những thứ còn đang dang dở và giấc mơ bỏ lại hôm qua. Mà chỉ cần xe mà thôi đã đủ, mà không cần gì vật chất sao ha. Người huynh đệ giàu sinh ra tử mà phải nhắc đến cái tên sân thang, mà người vợ hiền mà hương vị lắm mà đưa sự nghiệp anh tí xa hơn. Quỳ hương một phương tâm hướng mà nhưng đam mê thế nên một lòng, và lại tìm đồng hành năm tháng phát triển cùng anh Bình Hồ. Sống mình nghe anh em một nhà mà chỉ hơn thua tốc độ vô hình, đi xuyên mang trên khắp nước Mỹ mình đẩy họ biết Việt Nam quê ta, mà họ phải biết con rồng trong tim mà đang phát triển ở nơi xa quê. Trên bản đồ Hoàng Sa Trường Sa là lãnh thổ của người Việt Nam, mà có lịch sử chắc ông để lại mày đem tra cứu lên cả ngàn năm. Đi điều hành không có họ hết, chỉ cần nghe tiếng bộ nó nẹt, mà không đơn giản chỉ là tâm máy, mà tiếng gầm đà làm bộ khét đẹp hơn thu nhau nước đời điểm hậu, mà để tiếng thở hòa nhịp động cơ, mà chinh phục những cung đường nóng, mà vượt núi đèo khung cảnh ổ
không mơ mà lẹ mày xấu âm thanh gầm thét mà đầy hàm máy ép nhẹ bông khô. Còn anh thú đã được thần phục mà nói chứng minh sức mạnh trong cô. Lao đến trước tốc độ tính gậy mà hai tinh tính tốc độ vô tư mà phải tập trung giữ cái đau lạnh là việc xung quanh trở thành hư vô. Có cái tên làm nên thương hiệu mà là dân chơi phố núi Gia Lai và anh em mọi người một việc mà như khi cần thì phải say hai. Không cần phải ăn to nói lớn mà khi trên tay cầm nhiều đô la, đây chỉ cần ở nhà triệu đô mà đậu siêu xe khắp phố bu xa. Trên cánh tay đồng hồ Philip mà còn dưới chân đôi giày Gucci. Có cuộc sống phải biết hơn thụ mà có chân dài ngọt Ferrari. Thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con thần, cậu cả cái xưa đi cầu thần. Cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch thức. Để các kho cứ ăn mặc thức, chứ cần gì thức lo chuyện mật sách nè. Khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la. Vén xanh vào trong coca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo. Không mà già cái cho mà chụp sắp, chủ khắp cậu cả cái trung chi. Ra đi cậu mới tỷ phí đã phí cùng mấy em đi chung. Cậu cả không tin chuyện tình cậu quý nhiều lời nói thị phi nè. Cậu quen với cách chung tiền tính phí bao sân nói thị uy nè. Money, City, Body, Barry, Fendi, LV, Burberry, Gucci. Nuôi gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để buôn tiền tỷ để lái Bugatti. Money, City, Body, Barry, Fendi, LV, Burberry, Gucci. Gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để buông tiền tỷ để lái Bugatti. Money, money, Bugatti. Money, money, Bugatti. Cậu cả là đại mà chúng ta nè. Money, money, money. Là những anh thật chất dài mở nhạc để phiêu. Chính phủ lấy con của chú cả mà ngã hoàng lớn đầu ấm bà cô chiều. Ăn chơi cần tiền cứ gọi bồi thổi xuống vai mà chịu đâu. Ông bà già chú casino ở Chicago vội vàng vì độ view. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hớp tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hớp tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con thần, cậu cả cái xưa đi cầu thần. Cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Người trong nhà mua căn villa, đón đi và tặng đến Cali nè. Hôm nay có thằng Savi mà đến villa uống cho cạn ly nè. Mời thêm mấy em mà chân dài, vài đường cong cùng cậu say hi. Đến chuyến bay mà không có người lại, để trái đây trai cậu làm hai lai. Gọi gió thêm mây nhạc hay khói bay mắt không còn được nhìn thấy. Say đắm khoác vai có ai cầu chi trăm nghìn đầy. Tìm thấy thấu nhuộm thiên nhiên Aladdin cùng cây đèn thân. Nhạc lên ánh mắt đỏ hoen mà vượt hũ đèn cũng đang cần đến. Liva, Via, Hola, Vila, Dola, Cara, Mina, Savi. Cô lây City Paris mà có chân dài rồi Bokini. Đồng thảo Kelly City có thằng homie nó làm mà phi. Lớn lên cậu không có cần đọc, họ giấu vạch đích năm đầu. Gần trên và ngồi trước, cậu từng bước đến đầu năm. Quyền hạn tập đoàn là cậu nắp, bấm vài số mái nhà triệu đô. Hết tiền cứ gọi cho bố mà chính chữ số cùng tiền chủ tiêu nè. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con thật, cậu cả cái xưa đi cầu thần. Cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con thật, cậu cả cái xưa đi cầu thần. Cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy.
hết tiền money cứ gọi cá cho mami, cần tiền money cứ gọi cá cho daddy, hết tiền money. Gọi mấy ông anh ở Macau, vì chuyến hàng đường ngay của tên tàu, mở tiệc lớn tại nhà hàng năm sau để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết mày buôn bán ra sao, anh em tao vào thị trường Macau. Nếu ăn chia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mình xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào mà ở Macau cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chung tay vung vai mày cao nồng. Ở nơi đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần, luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tôi sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự lựa chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con rầy đâu, cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ nó khó nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo, ôm hàng cắm lặn biển giúp tiền, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm mờ mịt ở trên da, rồng đạp mây quấn hết cả ba bên, chúc ân tình làm sao mà tao quên, đất ma cao phải nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy cái con chốt sang sông, bao lần cay đắng nhưng vẫn không sang, vì cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một thương đài bất kiệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào quát bài. Nhân dân tệ nhưng thích bi hài, gặp lái xe tôi cho mày tắt tay. Anh em tao mà cao, yeah. Dân dân không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến như tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao mà cao, yeah. Dân dân không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến như tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh và tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Quay từ nhỏ hiểu rõ đời chanh chua, bao lần nhanh thua phải đương đầu, liền đến cái lúc thành ganh ma, tao mong nanh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu, và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những muôn cầu gốc chân đen. Cai quản ganh giới đơn thân lên, thằng nào đến bén nhén cho người khác thì chuyện nát ốc rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng xuống quanh đêm, lỗ tai sổ kém tầm hình gây cốt thắt lưng rác súng đứng canh xem. Em gái mặc ghen cho mày chán, nếu như mày chán ghen ghen sang nó đưa mồi bán ba em bành hán gian ngang. Điều những con hạng ngón phải tiền sáng đây không phải gái lang thang, dù đất ăn chơi nếu không thì sống tôi thì sắp bất hoàng vang. Đó là chuyện kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng, gỡ gạt khi mày ăn quen đất casino này chắc an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý, nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi 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 theo tao vào đây, ê đi 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 theo tao vào đây, ai chi 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 nguyên bao tiền ga, chơi không ai phiền ta, cách chơi mà cao là đây. Anh em tao mà cao, giờ dân chơi không ba hoa, còn nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến như tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống mang đến tạo chiến lược kiên. Anh em tao mà cao, giờ dân chơi không ba hoa, còn nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến như tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh cũng có thằng em, cuộc sống mang đến tạo chiến lược kiên. Anh em tao mà cao, anh em tao mà cao, những câu ca em dịu bay qua giấc mơ của em, chỉ một giây thôi người ơi, cùng lần tìm em sẽ sao. Nắng buông qua khung cửa trả vào, đôi mi vẫn như còn thương, đã vào đôi mắt của ai mà cho mình. Yeah, yeah.
I'm
được nói điều trốn giấu cũng đã rất lâu. Đời này con tim nên thơ là vào giữa những giấc mơ. Phim nơi trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới cứ có thôi miền anh không lối xa. Nụ cười em giờ là nước cho anh đi mơ mơ màng bộ đêm yêu thương phải chăng là lưu văn vương ngày màng từng ngày chỉ đợi chờ em thôi trở về bên tôi trôi với anh nằm mưa sớm.
đây con bạn nọ hướng sắp còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui cứ sao ngày buồn, biết ngày mai trắng đêm nay tròn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếng không một cái than khóc. Rằng chót thương anh mất nụ cười,
bao giờ. Bây giờ tim của anh cứ sao đây? Thank you.
không ra từ người trong ngóng hay bức tranh đã phai màu người tìm về nơi đất cằn cát bụi đoạn tên biệt ly sương khói em số
xuất hiện ôi sao thật kỳ diệu. Từ nay cuộc sống của anh thêm một gia vị mới là tình yêu. Anh không muốn hứa thật nhiều, chỉ muốn em thấy anh làm bao nhiêu. Muốn cùng em thì thật xa và muốn nói em nghe bao điều. Ấy, vậy em à, về nhà với anh được không? Đã thương yêu nhau thật lòng thì đừng bắt anh phải chờ mong. Giờ em có muốn từ chối thì cũng phải yêu anh mà thôi. Bởi vì ngay lần đầu gặp nhau cũng là trong tính toán của anh rồi. Chỉ còn lại đôi vai.
trên môi cùng tạm biệt đêm đêm. Anh biết đây là lúc phải chia xa với em. Nhìn lại quá khứ, những thời khắc đã qua, nhưng nên trách anh không đến nơi gọi là nhà. Dù vài ngày trôi qua chẳng để lại gì, tim anh thầm thì chỉ còn lại giờ này. Chẳng còn gì ngoài cuộc khói đêm khuya và những ngày dường như trôi dài thêm. Nụ cười mà ta từng trao xa xa khuất bên đêm đêm. Mùi em đã ngỡ đi trong mascara nước mắt say, nhìn lời yêu đã trao. Dù chỉ còn là kỷ niệm tình đã phai từ hôm nào giữa những ngày trôi đi. Lại một ngày trôi qua, em đi cùng đêm tàn mơ, sương khói che phủ nhưng anh vẫn nhớ về. Còn gì ngoài những kỷ niệm trong lòng và những dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi dài. Dù ta phải chia xa nhưng trong tim anh em vẫn mãi là hình bóng không thể phai. Dù vạn ngày trôi qua chẳng để lại gì, tim anh thầm thì chỉ còn lại giờ này. Chẳng còn gì ngoài cuộc khói đêm khuya và những ngày dường như trôi dài thêm. Dù vài ngày trôi qua chẳng để lại gì, tim anh thầm thì chỉ còn lại giờ này. Chẳng còn gì ngoài cuộc khói đêm khuya và những ngày dường như trôi dài thêm. Bọn nó cười, bọn nó chê, nghèo nàn bọn đứng dậy. Không để mất chính mình, chẳng cần bao lời khen. Chẳng thật sự nhìn nhận, vì chúng ta đang trên lộ kích tâm không thành. Tụi mày hãy chờ xem, ta sẽ làm nên chuyện. Giọt mồ hôi tạo rơi, giữa lòng không mà tớ. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Chẳng mạnh đến những lời nói, chẳng cần biết đến đâu. Chỉ cần trong lòng, lửa đam mê và có cháy sáng. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Mày hãy chờ xem, ta sẽ làm nên chuyện. Giọt mồ hôi tạo rơi, giữa lúc không mà tới. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Tụi mày hãy chờ xem, ta sẽ làm nên chuyện. Giọt mồ hôi tạo rơi, giữa lúc không mà tới. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Mày hãy chờ xem, ta sẽ làm nên chuyện. Giọt mồ hôi tạo rơi, giữa lòng không mà tớ. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Tụi mày hãy chờ xem, ta sẽ làm nên chuyện. Giọt mồ hôi tạo rơi, giữa lòng không mà tớ. No fear, we rise, proving them wrong, surprise. Một năm trôi qua, vẫn nhớ cảnh đôi ta. Mẹ vẫn lo, tình yêu vẫn còn nguyên là da. Xóa hình xăm nhưng chẳng xóa được ký ức. Câu chuyện tình mình mãi mãi không phai nhạt. Hôm nay lại nhớ định gọi cho em, nói anh vẫn yêu mong em đừng buông lời. Nhớ tiếng chuông nhà em đến nào, hứa không say nữa, chỉ muốn bên em đây thôi. Chúng ta đã từng hứa bao điều nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại nước mắt đắng cay. Uống thêm ly rượu nhưng không phải nhòa, vì em vẫn là lý do làm trái tim anh không thể phai mờ. Hôm nay lại nhớ định gọi cho chung nhà em đêm nào, hứa không say nữa.
Ê ấy yêu. Ê. Và trong bóng tôi chúng tôi sống, không có ánh sáng, chỉ có đêm dài, những con đường vắng vẻ, bước chân mệt mỏi. Nhưng trong tim ngọn lửa cháy mãi. Chúng tôi là những giọt mưa trên mái tôn, không được chú ý, không được khen ngợi. Nhưng từng giọt mồ hôi, từng đợt mưa là những hạt giống của hy vọng. Trong mong tôi chúng tôi đứng vững, những giấc mơ bị lãng quên, chúng tôi đem trở lại. Không còn im lặng, không còn sợ hãi. Chúng tôi là tiếng nói của những người bị lãng quên. Đêm con đường vắng trong bóng tối. Chúng tôi là tiếng nói của những người bị lãng quên. Đêm với những người bị lãng quên. Đêm những con đường vắng vẻ. Chúng tôi là những người sống trong bóng tối. Chúng tôi là những giọt mưa trên mái tôn, không được chú ý, không được khen ngợi. Nhưng từng giọt mồ hôi, từng đợt mưa là những hạt giống của hy vọng. Trong mong tôi chúng tôi đứng vững, những giấc mơ bị lãng quên, chúng tôi đem trở lại. Không còn im lặng, không còn sợ hãi.